Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý khán giả thân yêu của đài truyền hình Khả Năng Ô Tô. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Hải Phòng. Khả Năng số điện thoại 0326062789. Trân trọng giới thiệu mọi người mẫu xe mới về bên em. Ở trước mắt quý vị và các bạn này, mẫu xe i10 đời 2014 phiên bản đủ, số sàn động cơ 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ các bác nhé. Chiếc xe này động cơ 1.0 Hyundai i10 với cái hình dáng form dáng mới so với i10 form cũ 2013, thì đây là một cái phiên bản đủ, có trang bị đầy đủ túi khí, phanh ABS 4 bánh Narang đúc nguyên bản theo xe, có túi khí và có khiển để lỗ start stop cũng như là cái phím bấm trên cửa thông minh đấy, mở cửa thông minh, có xi nhan gương tích hợp, gương điện cục xòe, gương kính chỉnh điện theo xe. Đây là bản đủ, khác biệt hoàn toàn so với bản thiếu nhé. Và giá thì thời điểm hiện tại của chiếc xe thì bọn em bán rất là rẻ. Bắt đầu thì bên em bán 242 triệu đồng, nhưng nay bên em giảm giá mùa Covid, thu hồi vốn mẫu xe i10 với mức giá 218 triệu đồng, có hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc cho bà con các anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này. Máy hiện đang nổ rất là êm, đó. 4 lốp mới, Narang đúc nguyên bản theo xe, đăng kiểm tháng 1 năm 2022, mang nước sơn màu bạc, dán bộ tem rất là đẹp, đẹp mắt các bác nhé. Biển Hải Phòng, tên tư nhân, đời 2014, đăng ký lăn bánh lần đầu 2015. Đó, xe rất là cứng cáp nhé, đi mới được hơn 8 vạn. Đấy, máy zin, máy vẫn còn zin, xe đẹp lắm. Được cái đời cao nên là cái i10 này nó cũng bền, gầm bệ nó cũng chắc chắn hơn so với dòng xe Kia Morning. Thì cái giá tiền thì nó cũng rất là hạ nhiệt rồi. Nếu bản thiếu thì nó đâu đó tầm 170-180 thôi các bác nhé. Đấy, đây là bản đủ nhé. Bản đủ thì nó khác biệt hoàn toàn, nó sẽ chênh nhau vài chục triệu. Thì bên em đang chào bán tại cửa hàng là 218 triệu đồng, có hỗ trợ bao rút hồ sơ. Các bác nào yêu thích chiếc này thì hãy alo trực tiếp cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Sở hữu mẫu i10 đời 2014, biển Hải Phòng, tên tư nhân, đăng ký lăn bánh lần đầu 2015, xe đẹp, không đâm đụng va chạm ngập nước. Đó, xe anh em còn trong câu lạc bộ i10 Club kìa.vn, vẫn còn tem của câu lạc bộ. Đấy, anh em nào trong hội thì chắc biết bác này. Thì bác ấy bán, bác ấy mua con Honda City cho nó rộng hơn một chút, anh ấy làm dịch vụ. Đấy, còn anh này, anh ấy đi gia đình thì anh ấy bán đi, anh ấy đổi lên một con xe to hơn một chút. Thì con chiếc i10 này thì với động cơ 1.0 thì nó chỉ tiêu hao tầm khuôn 5 lít xăng trên 100 km mà thôi, nếu anh em đi đường bằng, đường không tắc đường đấy. Còn nếu trong phố thì anh em đi tầm 6 lít nhé, trung bình tầm 5 lít rưỡi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu, rất là phù hợp cho anh chị em gia đình nào mà vừa người, 5 người nhỏ gọn mà tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với cái cửa tiền của mình bỏ ra, với mức tiền là 218 triệu đồng thì thực sự rất là rẻ so với chiếc xe bản đủ đời 2014 nhập khẩu Ấn Độ nhé. Hyundai i10 là thương hiệu của Hàn Quốc, sản xuất tại Ấn Độ. Đấy, nhập khẩu về Việt Nam, đời 2014, đăng ký lăn bánh lần đầu 2015. Xe đẹp, không đâm đụng va chạm, đâm đụng tặng xe luôn các bác nhé. Xe lỗi một chút thì nó cũng rất là rẻ. Nó lỗi đâm đầu hay đâm đít hay là nó bị kiểu sắt xi hay là gãy cột, gãy cung ấy, thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với những dòng xe zin đẹp như này. Nhiều anh em nghĩ là nhiều nơi nó bán có 190-200 cái con này, nhưng mà xe nó có lỗi anh em nhé, có thể là có lỗi chứ không thể mua rẻ hơn được. Mua của người dân giá nào thì bán làm sao mà kiếm được 15 triệu là bọn em bán ngay, không có giữ lại làm gì cả. Nhiều anh em thấy đăng 240 vào giá 220, đợt trước em không bán rồi, nhưng bây giờ là vẫn bán này. Đấy, 215 triệu cũng bán cho bà con, có bác anh chị nào quan tâm luôn. Bà con có bác anh chị nào quan tâm thì alo trực tiếp cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Tính tùy từng thời điểm, tùy từng cái đợt đó. Xe cậu nó giảm giá rồi thì mình cũng không giữ giá làm gì. Kể cả có bán nỗ bên em vẫn có bán vui vẻ bình thường các bác nhé. Nhưng xe rất là đẹp, nhưng chất lượng thì bên em vẫn đảm bảo cho bà con có bác anh chị rằng chiếc này là không đâm đụng va chạm ngập nước. Đấy, sơn xi màu bạc xịn đẹp, không bị mục mọt, không bị va chạm gì. Đấy, nội thất rất là đẹp. Đây thì chúng ta cùng kiểm tra này. Đấy, về nội thất thì ghế trang bị màu đen này. Đấy, keo chỉ cánh cửa đây thì anh em nhìn kỹ cho em một phát này, không hề mất phần nào luôn, rất là cứng cáp. Đấy, vân sần còn nguyên này. Đấy, vô lăng thì dòng bản đủ thì nó có tích hợp phím bấm cũng như là cái túi khí trên vô lăng. Bên kia có một cái túi khí một bên. Đấy, bên kia thì không có, tại vì dòng xe nhỏ nó chỉ có một trang bị một túi khí thôi, nhưng có phanh ABS 4 bánh các bác nhé.
cảm biến thì 4 bánh, còn phanh đĩa thì 2 bánh trước. Phanh sau thì đó. Tiếp theo chúng ta cùng kiểm tra cánh sau này. Đấy. Cánh cửa này mở rất là ít này anh em, rất là cứng nhá. Nên là mở rất ít luôn. Đây. Kéo chỉ cánh đây các bác nhìn này. Không hề mất phần nào luôn. Rất led. Nội thất thì dòng i10 này nó rộng rãi hơn dòng Kia Morning cũng như là dòng Chevrolet Spark. Nó cùng phân khúc như hạng A nhưng mà dòng i10 bao giờ nó cũng rộng hơn về thiết kế. Vì cái ghế ngồi của nó ngồi rất là thoải mái anh em nhé. Ghế rất là thoải mái luôn. Ngồi đằng sau như chân anh em không bị cọ vào ghế đằng trước. Ngồi nó thoải mái. Nên là ngồi lưng tựa cũng thoải mái. Tại vì nó ngồi tịt về đằng sau này. Cái dòng Kia Morning nó thiết kế hơi nố một tí. Nó kiểu dạng như là ngồi nó sấp cật quá. Chân nó gần nhau quá nó khó để chân. Đây. Chúng ta hãy cùng khám phá cái phần cốp của chiếc xe này. Đấy, cốp thì nó có hai cái ti giảm sóc nó rất là căng. Keo chỉ cốp này cũng nguyên zin nha anh em nhé. Nếu mất một phân keo chỉ này em tặng xe ngay các bạn. Nếu đâm đụng thì nó sẽ mất cái chỉ này. Cái chỉ zin theo xe đây thì nó chạy xung quanh xe đấy, nó còn nguyên hết, không hề mất phân nào. Đấy, nòng trong thì sơn zin 100%. Nòng trong này thì sơn zin này, đinh bấm bung các thứ còn nguyên hết, đâm đụng một đít biết ngay. Đấy, bên trong này có cái chỗ để đồ. Đây. Bên dưới vẫn còn cái tấm chắn bằng nỉ nguyên bản của nó và cái sơn zin bằng trong vẫn còn nhiều. Có bộ đồ phụ tùng mở xe theo nguyên theo xe đây. Đầy đủ hết nốt dự phòng trong xe. Các bạn về chỉ việc đi thôi. Đấy, không hề có đâm đụng va chạm gì. Với cái dòng xe hơn 200 triệu đồng này thì các bác an tâm nhé, đi lại rất an tâm. Đấy, chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Về nó cũng rất là bền và cứng cáp. Nó không bị hỏng vặt, không bị hỏng giữa đường hay là nằm đường. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm vào cái chất lượng của cái dòng xe i10 này. Nó được thẩm định qua nhiều năm tại Việt Nam mình rồi. Đấy, khi chúng ta cầm chìa khóa ô tô ra ngoài. Cái khóa này là khóa từ của nó nhé. Chìa khóa từ của chiếc xe. Đấy, anh em có thể để chìa khóa trong xe và mới nổ được. Rồi mang ra ngoài thì sẽ không nổ được. Đấy, hoặc là khi chúng ta cầm chìa khóa ra ngoài lâu một lúc nó sẽ kêu tít 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 kiểu như là nó rất là khó chịu. Đấy, nó sẽ nhắc mọi người là cầm chìa khóa vào. Đấy là cái tác dụng của chìa khóa thông minh. Còn khi chúng ta tắt máy thì chúng ta mới khóa được cửa. Đấy. Rất là thông minh luôn. Keo chỉ này zin 100% anh em nhé, không mất phân keo chỉ nào. Thật sự là đẹp. Xe này thì ở ngày xưa thì chắc người ta cũng chạy Grab riết là không tránh được nhỉ. Hoặc là dịch vụ bình thường nhưng mà cái chiếc này thì nó không khoan đục nên là xe rất là cứng và sạch sẽ nhé. Anh em nhìn này. Đấy. Bần sần nó nguyên nên là chiếc xe mình để ở bãi nó cũng có thời gian lâu rồi thì mình không rửa, không lau nội thất thôi. Yêu cửa này anh em nhìn này. Cửa rất là chắc này. Đấy. Lâu không mở, không ai đi mà. Ít người đi, anh em nó đi một mình thôi. Người ta đi một mình thôi. Đây nút để đổ start top đây anh em nhé. Đấy, khi chúng ta đạp phanh thì mới tắt được. Nhưng em ngồi bên này hơi với. Đây, thì quay cho mọi người phần nội thất này. Có màn hình theo xe rồi. Màn hình này, cam hành trình đầy đủ hết. Màn hình này thì có thể tích hợp Android, tích hợp GPS định vị, nhiều cái. Anh em có thể tích hợp trên một chiếc xe. Có thể nhớ USB cũng như là kết nối Bluetooth. Có biết không? Có phải mà Android không? Ôi màn này mà Android luôn các bác nhé. Anh em nhìn này, đấy, rất là thông dụng luôn. Đấy, anh em có thể chỉ đường này. Hoặc là anh em tích hợp nhiều cái trong một cái điện thoại hay một cái màn hình. Đấy. Thì với giá tiền 218 triệu thì em nghĩ là đang hiện tại đang rẻ nhất thị trường anh em. Đây. Keo chỉ cánh này, nguyên zin luôn. Giờ chúng ta cùng kiểm tra cái phần máy móc động cơ. Nữa là sẽ kết thúc cái video này. Bạn nào đang quan tâm chiếc xe này hãy alo cho khách hàng của tôi qua số điện thoại 0326062789, sở hữu mẫu Hyundai i10 nhập khẩu ấn nguyên chiếc, động cơ 1.0. Đấy. Tên tư nhân biển Hải Phòng. Giá bên em đang bán là 242 triệu, nhưng giảm giá ngay chỉ còn 218 triệu các bác nhé. Giọng hôm nay em hơi khàn nên các bác thông cảm. Đó. Máy thì tình trạng máy móc thì anh cũng báo luôn là tình anh vệ sinh mặt dàn co rồi, máy thì chưa nào. Đấy. Đây. Với động cơ 1.0 máy nổ rất là êm. Êm không hề rung giật các bác nhé. Đây. Đó. Rất là đẹp.
Đây anh em nhìn này, rất là tươi tắn nhé, không hề có chảy dầu chảy nhớt gì cả. Số khung số máy chuẩn theo xe, không chảy dầu, máy nổ rất là êm, không hề rung giật, quạt gió hoạt động rất là ok, làm mát liên tục. Bên trong có cả phần chuột cái gì đây. Hai bên tai đèn đầu dàn sắt xì này còn nguyên nhé, không hề có đâm đụng va chạm gì. Cam kết bằng văn bản cho bà con các anh chị quan tâm. Đây kéo chỉ phần cabo này, nguyên zin 100%, không hề mất phần nào cả, rất là đẹp. Nó như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô vừa review báo giá cho mọi người xong mẫu xe Hyundai i10 bản đủ đời 2014, đăng ký lần đầu lăn bánh 2015, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, từ Ấn Độ nhé, thương hiệu Hàn Quốc nhập khẩu từ Ấn Độ. Bên em đang chào bán mức giá 218 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào mọi người trong clip tiếp theo.